Xin chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Trúc CG. Hiện nay Cường đang đứng cạnh bác Dương Đức Lợi nha quý vị các bạn nhé. Cháu xin chào bác. Chào các bạn. Vâng. Bác Lợi là bố của anh Dương Đức Thắng nha quý vị các bạn. Thì đây chính là cái công trình của nhà anh và nhà bác. Thì là Cường xin hôm nay thì Cường bên công ty cổ phần Kiến Trúc CG là có dịp về thăm cái công trình của bác, thì là mình cũng xin phép là sẽ cùng bác dẫn cái chương trình lần hôm nay nhé bác nhé. Vâng. Bác ơi, phía sau của nhà mình đây đó chính là một cái vườn đúng không bác? Một cái vườn cháu thấy có rất là nhiều hoa rất là đẹp. Xin giới thiệu về các bạn như thế này. Vâng. Đây là cái khu vườn của gia đình. Thì sau khi như vậy là hoàn thành được cái địa điểm để cho là gia đình có chỗ sinh hoạt thoải mái. Vâng. Thì chúng tôi đã như vậy là thiết kế một khu vườn. Vâng. Cũng như nhà cửa mà nhờ các bạn là thiết kế và thử thi công cho chúng tôi đã hoàn thiện cả một cái công trình. Thì sau này như vậy là giới thiệu với các bạn và mọi người là sau này sẽ là quay tất cả toàn cảnh của khu vườn cũng như khu nhà của chúng tôi. Vâng. Để các bạn như vậy để xem và góp ý với gia đình. Vâng. Bác cháu mình cùng đi xem. Đầu tiên là mình đi vào cổng trước bác nhỉ. Cái phần cổng này là mình đang vừa mới hoàn thành. Bên này là mình đang làm một cái dàn hoa giấy. Dàn hoa này cũng khá là đẹp đúng không bác? Dàn hoa này như vậy là sau khi như vậy chúng tôi đã thi công xong cái công trình. Vâng. Mà các bạn đã giúp gia đình là thiết kế đây. Thì chúng tôi vừa làm cái cổng này vừa hai bên là hai cái dàn hoa giấy. Vâng. Để cho có một cái phong cảnh như vậy thật hài hòa với hòa thiên nhiên. Với lại thiên nhiên với con người. Vâng, bác cho mình đi. Tất cả những cái kích thước bên trong lòng này là chuẩn hóa về phong thủy nhé các bạn nhé. Còn đây là cái phần sân của công trình. Và phía sau này đó chính là cái phần mặt tiền của ngôi nhà lần này. Thì ngôi nhà lần này là bên mình đã tư vấn thiết kế cho nhà bác Lợi cũng như anh Thắng. Đó chính là theo cái phong cách kiến trúc là hiện đại. Và tất cả những cái đường nét gờ phào chỉ ở đây là bên cháu đang thiết kế là theo những cái gờ phào chỉ nó đơn giản đấy bác. Vâng. Đơn giản thôi, nó nhấn nhá bằng cái tông màu ở đây là cái tông màu nâu. Kẻ chỉ ở giữa này đấy, nó làm cho cái công trình của mình nhìn từ bên ngoài nó hài hòa bác nhỉ. Vâng, đúng ạ. Rất là đơn giản thế mà cũng rất là hiện đại, mà tôi thấy như vậy là cái công trình ấy rất phù hợp với điều kiện mà chúng tôi ở một cái nơi như thế này. Nó không được là nó đồ sộ tầng như là ngoài phố, mà chúng tôi là ở một cái khu vườn đặc biệt là ở trong cái làng, ta xem như là cái bản làng đi, thì chúng tôi ở như vậy để cho nó cái tuổi già chúng tôi khi về hưu rồi được thoải mái hơn. Quên mất lúc đầu mình cũng chưa giới thiệu với quý vị các bạn là ở đây là chính là tổ 8 nhỉ bác nhỉ, tổ 8 phường Thái Bình, tổ 8 phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình nhé các bạn nhé. Đó, đây chính là ở đây cũng gần cái thủy điện Hòa Bình bên kia nhỉ bác nhỉ. Vâng. Chéo này là thế còn đây là cái phía đằng sau là phần nhà nhé các bạn nhé. Thì phần nhà này là có cái mặt tiền là bằng 18,3 m, còn chiều sâu của nhà nó rơi vào khoảng 12,6 nhé các bạn nhé. Đây chính là cái phần mặt nhà, còn đây chính là cái phần đằng trước. Thì khi mà xem ở trên cam ấy, thì các bạn có thể là phải là cam bên mình bay ấy, thì các bạn có thể thấy được rằng là cái sân này nó đang bị nứt cũng như là bị lún nhé các bạn nhé. Thì là lý do là cái phần đất này nó bị tôn lên rất là cao so với lại cái nền đường cũ, vậy nên là cái sân này nó sẽ phải để cho một thời gian nó lún đều đã thì là mình mới tiến hành là sửa và làm lại nhé các bạn. Vâng. Thế còn là cái phần nhà đằng trước này thì là cái phần lún này nó sẽ không ảnh hưởng gì đến nhà nhé các bạn, bởi vì là toàn bộ cái công trình này là đều được bên kiến trúc CG là tính toán cái kết cấu là đóng cọc toàn bộ. Thế còn đây là cái phần đất mượn mà mình đổ thêm vào. Đúng như vậy. Đổ thêm mượn vào. Bác cho mình cùng nhau đi lên trên này tham quan. Cháu thấy là nhà mình có hai sảnh. Đây là cái phần sảnh trước này, phần bên kia là sảnh phụ. Sảnh phụ cũng được trồng nhiều hoa khá là đẹp. Bác cháu mình ra xem phần này. Xin mời các bạn xem toàn cảnh như vậy là phần ngoài của công trình. Phần ngoài công trình. Đây ạ. Đây là các bạn cùng mình xem nhé các bạn nhé. Thì là đứng từ cái góc vườn cây bí kìa, nhìn ra thì nó sẽ rất là đẹp, nó sẽ cực kỳ là hài hòa luôn. Đây chính là cái lối lên của cái phần sảnh. Thì là được bên HCG là thiết kế toàn bộ ở bên dưới này. Đó chính là những cái bồn hoa. Đấy, anh chị cũng đang trồng rất là nhiều hoa đây. Và lối lên ở đây thì là phần đây là cái mái, có cái mái để buổi chiều bác nhỉ. Chiều ngồi đây uống nước. Đang ngồi đây
bàn bầu đến như vậy là ngồi đây như vậy là thưởng thức mà ngắm cảnh. Ngắm cảnh uống trà. Cháu đang thấy ở bên này cũng làm cái trò đây nữa. Đây cũng là một cái khu vực như vậy là những cái đêm trăng gió mát chẳng hạn. Chúng ta ra đây uống trà, thế này ngâm thơ hoặc đánh cờ. Thoải mái. Là ngâm thơ đánh cờ ra đây. Đó chỗ này. Tức là còn buổi chiều xế chiều mà nó nắng quá nên là mình vào trong kia ngồi. Đó, đây là cảnh quan nhà rất là đẹp nha các bạn. Thế còn là đây là cái công trình lần này ấy, là bên mình đã thiết kế năm 2022 và hoàn thành vào tầm tháng 7 năm 2023, đã đi vào sử dụng cũng tính đến giờ đang phải được 6 tháng rồi. Đó, thế nên là cái phần phần bên trên cái mái này các bạn nhìn thấy cái rêu nó mọc xanh. Đấy, thì cái này thì sau này các bạn lưu ý là để nó dốc sâu xuống một chút và chúng ta thường xuyên là chúng ta xịt nước vào là nó sẽ sạch rêu đi. Vâng. Đó, đi bác cho mình đi vào trong ấy nhá. Đó, thế còn ở đây là cái phần lối lên nhá. Thì là lối lên công trình là bên mình đang làm là 3 bậc, toàn bộ là ốp đá granite đúng không ạ? Vâng. Thế còn là cái phần cột này này. Bác ơi, bác đứng đây bác cảm nhận đồ cháu được không? Đấy, bác cho mình lên trên này đứng nói cho nó dễ. Ở trên này ấy, thì là cháu đang thấy là có cái cột của bên cháu thiết kế. Đây, cái cột này. Bác cảm nhận như thế nào? Tôi thấy rất là vững chãi. Vâng. Một không tuy không đồ thổ nhưng mà rất là hiện đại và chắc chắn. Vâng, rất là hiện đại vững chãi. Cái cột này ấy, thì là cháu vừa bật bản vẽ cho vừa chia sẻ luôn để cho bà con dễ hình dung. Vì là đầu tiên ấy là cái phần mái này nó sẽ cao khoảng tầm 3.5 mét thôi. Thế nhưng mà cái phần thân cột này nó phải rơi khoảng tầm 800. Đây. Đúng rồi. 20 nhé các bạn nhé. 20 này. Đó, đây là khoảng 40, 60 đấy, nó toàn này phải 765 770 rồi đó, 78. Đó, gần 800. Thì cái đế ở dưới này đó. Tại sao cái cột của bên cháu lại trông nó vững chãi, nó hài hòa? Bởi vì là do cái cột nó to, thế nên là bên cháu sẽ hạ cái bậc này xuống. Hạ bậc này xuống nên là nhìn trông nó rất là hoành tráng nhưng mà rất là hài hòa ở đây. Bởi vì là sao? Bởi vì là nó có thêm những cái đường chỉ này, nó nhỏ, nó xẻ ở giữa nên là cảm giác nó không bị to. Đúng rồi. Đó, đấy là về phần cột nhé các bạn nhé. Còn phần mái sảnh này là mình đang làm là le ra khoảng tầm 600 nhé các bạn. Khoảng 600. Đó, bên này cũng có máy kính hết này bác nhỉ. Đấy. Vâng, đây là phần cửa. Đây là phần cửa. Đó, tất cả cái phần cửa này được thiết kế khá rất là đẹp. Cái phào bên trên này nhé các bạn nhé. Đấy là chính là cái phần cửa của nhà anh. Bác cho mình đi vào bên trong bác. Vâng, bây giờ thì là chúng ta cùng với lại bác đi vào bên trong cái không gian phòng khách này để cảm quan cảm nhận công trình nhé quý vị các bạn. Thì phòng khách lần này là có cái diện tích, tức là một cái chiều rộng này này là đang được là bằng 5.1 và chiều sâu đoạn này là bằng 7 mét nhé quý vị các bạn. Nên rơi khoảng 36.6 mét vuông. Đó, thì là gia đình đang bố trí ở đây là một cái bộ bàn ghế này, phía trước này là tivi bác nhỉ. Đây là dàn tivi về lo đài tất cả để đây. Trang trí rất là đẹp, hài hòa tự nhiên. Còn phía sau này là một cái sập. Đây bác, cháu mình ra đây, đây là cái sập. Cháu thấy cái phong cảnh này. Phía sau này là một cái sập nhé quý vị các bạn nhé. Thì là nếu mà nhà mà chúng ta mà ngồi có công có việc thì chúng ta có thể ngồi ở đây để uống nước này. Đó, hoặc là chúng ta nếu mà nhà mà nhiều khách thì chúng ta có thể ngủ đúng ở đây. Thế còn là gia đình thì là nhà có 4 phòng ngủ nhé quý vị các bạn. Thì tất cả cái khối bên hông này là phòng ngủ thì chúng ta sẽ sang bên phòng bếp trước. Đây là chính là một cái không gian phòng bếp của gia đình nhé quý vị các bạn. Thì cái không gian phòng bếp lần này thì là bên mình đang thiết kế cái kích thước là được 4.47 mét, 4.47 là từ cái phần hông này thì chiều sâu nó được khoảng 17 mét vuông. Đó, đây chính là cái phần tủ bếp này. Đó, có thêm cái bàn bàn gần như là cái quầy ba để chắn thì sau này bàn ba đấy, tức là chúng ta nấu nướng ở đây thì tránh hiện tượng là thứ nhất ấy, nó có cái công dụng ở đây là khi mà mình nấu ở đàn này thì tránh hiện tượng là bị tạt gió. Vâng, đúng rồi. Vâng, bị tạt gió vào trong này và có đồ gì chúng ta đặt lên đây luôn. Đó, xong rồi mang ra bàn ăn. Và đây là phòng ăn. Vâng. Phòng ăn của chúng tôi như vậy là hiện nay chúng tôi đang còn đặt đóng một bộ bàn ăn 10 ghế. Một bộ bàn ăn 10 ghế đóng ở đây. Đây. Chỗ này là lúc ấy bác cháu mình bảo là để ngồi uống nước ấy. Chỗ này như vậy là những buổi chiều, thấy không? Những buổi chiều, thế rồi bàn bầu đến
hoặc là hai ông bà khi mà rồi ra đây ngồi để mà thưởng thức cái không khí của nhìn mặt trời như vậy là cảnh hoàng hôn hoặc là cái gì đấy. Đó đó chính là cái ý định của gia đình nhé các bạn nhé, mà gia đình cũng để cái màu xanh rất là đẹp. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem các cái không gian phòng ngủ. Bác ơi, bác đi cùng cháu giới thiệu luôn. Đây là phòng ngủ của anh chị nhé các bạn nhé. Phòng ngủ của con trai. Phòng ngủ con trai. Đây, cô xin mời các bạn hãy cùng Cường vào trong này luôn. Đó, đây cái phòng này ấy, thì là sẽ có cái kích thước nó rơi vào khoảng tầm 15m². Đó, đây là phòng của anh chị. Một cái điều hay là Cường xin phép giới thiệu cho các bạn luôn ở đoạn này. Đó chính là đây là cái phần xây tường. Đó. Đây đây tủ góc tường. Và đây là bàn làm việc của các con là làm ban đêm hoặc khi mà ấy nó ngồi xem làm việc. Vâng, tức là đây là cái phần này này, xây tủ này thì là chúng ta nếu mà có quần áo các thứ thì các bạn chỉ cần kéo đây. Kéo lại thôi, quần áo ra. Không cần tủ. Không cần tủ mà cần đi đâu thôi. Mà đây cái toilet của phòng đây là của con dâu. Đây là phần toilet riêng của gia đình. Thì phòng này là được 15m² nha quý vị các bạn. Được 15m². Để Cường xin mời các bạn hãy cùng Cường sang xem quan các cái phòng khác của gia đình ạ. Tiếp theo thì là Cường xin mời các bạn hãy cùng Cường đi vào. Thì mỗi một gia đình sẽ có một cái không gian thờ cúng riêng nhé các bạn nhé. Thì đây là một cái không gian phòng thờ của bác. Thì phòng thờ lần này nó có kích thước là 2,61 nhân với lại 3,89. Nó nhỏ nhỏ này thôi bác nhỉ. Vâng, vừa. Vừa, tức là nó nhỏ nhỏ vừa vừa này thôi. Và chúng ta đóng cửa lại tránh hiện tượng mọi người mà nhìn trực diện vào cái không gian phòng thờ của chúng ta. Âm cúng. Nói trong này là âm cúng. Vâng, rất là ấm cúng nha các bạn nhé. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi sang các phòng khác. Thì đây chính là cái lối hành lang. Thì là cái lối hành lang này thì được bên thiết kế HCG thiết kế là được khoảng 1m2. Thì đây là phòng ngủ của bác. Vâng, cửa xin mời các bạn cùng Cường xem. Thì tất lưu ý một chút là các bạn là tất cả các cái kích thước cửa giả ở đây này thì đều được bên mình là tính toán chuẩn hóa về cái phong thủy nha các bạn nhé. Thì ở đây thì là cái phần giường của bác này, và chúng ta sẽ có hai cái cửa sổ đầu hồi này, thế nên là khi mà cái phòng này thì sẽ cực kỳ là mát. Bác chỉ cần mở cái cửa kia và mở thêm cái cửa này này là nó sẽ hút gió luôn, nó đối lưu không khí, không những ít gió và không khí. Nếu như mà rét thì chúng ta đóng cửa lại thì không nghe cả tiếng động luôn. không nghe tiếng động. Còn ô tô hoặc thế nào chạy ngoài này cứ mặc kệ, ta không nghe một tiếng gì cả. Vâng, đặc biệt là nó tốt như thế, nó tốt. Vâng, đấy. Về mùa đông thì là có như vậy là điều hòa. Và mùa hè về mùa hè có một điều hòa. Mùa đông thì về mùa đông thì là chắn đũm. Vâng. Đây là tủ quần áo và cũng được làm một cái tủ âm tường, sau này mình chỉ việc là kéo cái rèm vào là xong. đây là rượu nha các bạn nhá. Con gửi về đây rồi này, toàn rượu thôi các bạn. Đó. Toàn rượu các bạn. Vâng được đấy. Xích không? Được, đấy. Quá tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì là mình xin phép giới thiệu với các bạn là đối với cái không gian này thì là cửa các phòng ngủ cũng sẽ không bị đối nhau nhé các bạn nhé. Thì đây là phòng ngủ của bác này. Phòng này là phòng của con trai, cháu trai. Cháu đích tôn để vào đây xem là. Phòng của cháu đích tôn. Vào phòng của cháu thì cháu năm nay là thi đại học nhé các bạn. Cháu đi đại học không biết là thi trường gì. Chưa có ý định ạ. Chưa có hướng nghiệp. Phòng đây là cái nơi học tập của dành riêng cho cháu. Vâng, đây học tập, đây là cái bảng để còn đấy. Viết nghiên cứu. cháu nhìn cái này giờ cháu không nhớ được nữa. Phòng này thì là rất là yên tĩnh, khá là yên tĩnh. Thì tại sao lại phải yên tĩnh? Bởi vì là khi mà chúng ta ngồi học tập ấy, thì là sẽ ngồi ở đây. Và phòng này thì cực kỳ là rất là mát đây này. Mình vừa mở cửa ra mà gió cửa này ra là mát lắm. Mà gió thổi luôn đó. Mà chỉ cần mở cửa này thôi. Vâng. Là mát lắm rồi. Chỉ cần mở nó ra thôi là rất là mát rồi. Mát rồi. Tại vì là bên mình thiết kế bao giờ bên mình cũng sẽ tính toán hết tất cả các cái yếu tố về thông thủy, ánh sáng hay là không gian. Còn đây là phòng của bác gái. Bác gái là hai ông bà đừng vừa quyết điên nhưng bây giờ tôi đang lý là tôi vì ba nhưng tôi ở phòng này. Phòng này. Thế nhưng mà phòng kia có ai ở thì tôi bảo thôi mình em đấy để cho ra để mà quản lý kéo dọn dẹp. Còn một cháu gái nữa. Thì bây giờ là bà ở phải bởi vì nó nhỏ nó sợ.
bà chứ. Đây là tư trang của bà. Thấy không? Cháu ơi. Đây là tư trang của bà, hai tủ quần áo. Hai ba chậu đấy. Kia là toilet của bà. À, cái phần này cũng được thiết kế giật vào nha các bạn nhé. Được thiết kế giật vào. Thì mình làm tủ tương đây. Nhưng mà sao không làm? Cái phòng này tại sao lại cái tường đợt này nó to ấy, là lý do của nó là đợt này này là có một cái cột nhé các bạn nhé. Đây này, ở chỗ này là có một cái cột lồi ra đây, cột cái cột nó sẽ nằm ở đợt này. Đây cái cột nó sẽ nằm ở đây này các bạn này, nó sẽ lồi cái cột ra, thế nên là mình phải làm cái tường này là tường 220 mà thì hai để tăng cái độ cứng vững, phải chịu cái mái nặng ở trên ấy. Vâng, đấy là do là đợt này có cột nên các bạn nhìn nó là 220. Còn là phía trong này thì có một cái phòng vệ sinh. Thì cái phòng này là cái chiều rộng này là được 3m8 này. À, và vệ sinh là được 1m2. Cái phòng này là được 13m2. À, vâng, đây cháu xin mời bác ra bên ngoài. Nói chung là và nhìn đi lại thế nhưng nó kiểu là thoáng. Nó thoáng nhưng mà nó phòng đấy cũng rất là yên tĩnh. Vâng. À, bác ơi cháu xin phép mời bác cháu phỏng vấn một chút về cái không gian. Bác. À, vừa rồi thì là mình đã cùng với bác là đi cảm quan, cảm nhận cái không gian, cái công trình của nhà mình. Thì là thứ nhất là hôm nay thì bọn cháu mới có dịp để về là tham quan lại cái công trình mà bên cháu thiết kế, cũng như là cháu cảm nhận lại xem để sau này cháu thiết kế thêm những công trình của bà con khác nó tốt nhất. Đó, thì cháu cũng xin cảm ơn gia đình rất là nhiều đã tin tưởng bên cháu thiết kế. Thế thì trong cái quá trình mà bên mình khi mà đi vào ở và sử dụng đến nay là cũng được khoảng cháu tính phải được tầm 6 tháng nhỉ. 6 tháng tức là thiết kế thì từ năm 22. Đúng rồi. Đó, và thi công xong sẽ rơi vào đầu tháng 7. Đúng rồi. Vâng, thì tháng 7 tháng 6 thì cháu thấy là đã xong rồi. Thì là hôm nay cháu mới về được thì bác ở một khoảng thời gian, tức là trời thì đã rất là nắng. Có thời gian rất nắng. Và cũng có thời gian là rất là mát và rất là lạnh. Bởi vì trên mình là trên thành phố Hòa Bình, ở trên này rất là đồi núi, rất là lạnh. Thì bác cảm nhận cái không gian bên cháu thiết kế ra sao? Bây giờ tôi xin nói lại như vậy là về cái tình hình, như vậy là cái môi trường của cả năm. Vâng. Thì từ mùa đông cho chỉ mùa hè. Vâng. Thì riêng như vậy mùa đông thì chúng ta chỉ cần đóng hết các cửa lại. Vâng. Thì là chúng ta ăn mặc bình thường xuyên được. Khi nào đi ra ngoài thì anh phải nhớ mặc đủ ấm và mới ra ngoài. Vâng. Ở đây có nghĩa là ở đây ta xem nó như vậy là nó có cái điều hòa trong này rất tốt. Vâng. À, cái điều hòa không khí ở trong phòng thì khi ta đóng cửa mà chỉ cần ta ở nhà, ba bốn người ở nhà chừng 15 phút thì nó là bình thường, nhiệt độ ở vào khoảng như vậy là 22, 23 độ. À, tức là cực kỳ là ấm áp. Ấm áp mùa đông. Ấm. Đấy. Đúng rồi. Còn về mùa hè. Vì mùa hè thì báo cáo với cháu thế này, cháu là thế này. Vâng. Thì về mùa hè như vậy là khi mà ta đóng cửa lại, bật cái quạt lên, cái quạt trần lên ấy, vâng, thì chúng ta thấy như vậy là rất là mát. Vâng. Rất là mát. Không cần điều mà hòa. Không cần vì điều hòa. Điều hòa là chỉ tôi thấy thôi. Tôi phòng tôi có điều hòa nhưng tôi không mở. Vâng. Tôi không mở. Chỉ cần mở một cái cánh cửa ra thế là chúng ta là đủ mát, là đã đối lưu không khí là lưu thông không khí ở trong này. Thế còn là về các cái ví dụ như là về cái kết cấu của công trình này hay là về cái không gian sử dụng như này thì là bác và gia đình mình thấy ok không ạ? À, riêng tôi thực cứ mà nói, vâng, tôi thì cũng là nhà thì tôi cũng làm 3-4 lần nhà thôi, vâng, thế nhưng mà tôi đi ra cũng nhiều rồi, vâng, thì tôi thấy như vậy là đối với chúng tôi ở địa điểm như thế này là không phải là nhất nhưng mà cũng là rất là tốt rồi. Đấy. Vâng. Có nghĩa là cái nhà thì chúng ta làm là móng thì chúng tôi xử lý tốt. Vâng. Đúng thiết kế. Đấy. Còn tất cả các chi tiết đảm bảo theo thiết kế. Đấy. Vâng. Có nghĩa là không có một cái gì chúng tôi như phát sinh hoặc sửa gì thiết kế hết cả. Y hệt luôn. Vâng. Nha. Thì là vừa rồi thì là mình cùng với lại bác đã cảm quan cảm nhận công trình, cũng như là mình cũng đã có một số câu hỏi để hỏi bác, và bác cũng đã góp ý cho quý vị các bạn. Đó, thì là hôm nay thì là cháu cũng về, cháu cũng xin phép là cảm ơn bác và gia đình rất là nhiều đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ thiết kế của bên cháu. Cảm ơn cả nhà nhá. Vâng, cháu cũng xin phép là chúc bác và toàn thể gia đình nhà mình cũng như là anh Thắng và chị là công tác tốt. Đây, anh Thắng và chị
là đi dày đúng không nhà được. Thôi, lúc sáng như vậy là thằng đi còn nói về tôi rồi. Vâng. Hôm nay như vậy là có các bạn ở dưới kia lên quay camera thôi được rồi. Lên lúc nào thì tiếp lúc đó. Vâng. Chứ còn tiếp như thế nào là thì quyền của mày. Tao chỉ sao đây thì tôi chỉ đón tiếp thôi. Vâng, rồi cảm ơn bác. Vâng. Thì là vừa rồi thì là Cường đã chia sẻ cho quý vị các bạn về cái mẫu nhà cũng như là cái công trình lần này. Mình cũng xin phép là kết thúc video. Xin chúc quý vị các bạn luôn luôn mạnh khỏe, an lành, nó đạt mục tiêu của mình trong cuộc sống. Xin chào lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo.